Soi có đau hay không, soi có khó chịu hay không. Bác sĩ Trí Nhân xin kính chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là tầm soát ung thư sớm có được tiêu hóa. Nội soi nó là một cái nỗi sợ của rất là nhiều bệnh nhân. Mà hầu như các bệnh nhân đến trung tâm của chúng tôi á, thì họ rất là sợ. Thứ nhất là soi có đau hay không, soi có khó chịu hay không. Tất nhiên là nếu mà soi theo cái phương pháp thông thường trước giờ mình hay soi, đó là mình đưa cái ống soi từ miệng hoặc đưa ống soi từ hậu môn để mình khảo sát cái đường ruột, thì chắc chắn nó sẽ gây một phần, không nhiều thì cũng ít, sẽ gây khó chịu cho bà con. Như vậy thì hiện tại ở tại trung tâm nội soi phẫu thuật nội soi tiêu hóa Phương Châu, chúng tôi áp dụng cái phương pháp là nội soi khó gây mê, an thần mình tĩnh mạch. Khi đó sẽ giúp cho bệnh nhân ngủ ngon và ngủ một giấc. Sau khi thức dậy là bác sĩ đã làm xong rồi và hoàn toàn bệnh nhân không có cảm giác đau, cảm giác khó chịu gì cả. Và mọi người cũng đừng quên theo dõi kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích cho vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bản thân mình. Nhớ nhé mọi người.